Em xin kính chào quý vị và các bạn. Tuần vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu về các phương pháp niềng răng và phương pháp niềng răng bằng khay niềng trong suốt thì được rất là nhiều bạn quan tâm. Chính vì vậy, hôm nay bác sĩ sẽ phân tích về phương pháp này kỹ hơn, đó là niềng răng bằng khay trong suốt Invisalign của nha khoa Happy. Thì người đồng hành cùng chúng ta trong số ngày hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 1, hiện đang là bác sĩ chuyên chỉnh nha tại hệ thống nha khoa Happy, bác Trần Thị Hương Quỳnh. Xin chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại mọi người trong chuỗi video talk show chia sẻ kiến thức về niềng răng. Tôi là bác sĩ Quỳnh, bác sĩ chuyên khoa chỉnh nha tại nha khoa Happy. Dạ vâng, thì phương pháp niềng răng bằng khay niềng trong suốt Invisalign tại nha khoa Happy thì đây là công nghệ hàng đầu, cũng là công nghệ đầu tiên về phương pháp niềng răng bằng khay niềng trong suốt này. Và hôm nay bác sĩ Quỳnh sẽ phân tích về phương pháp này kỹ hơn. Vậy thì thưa bác có thể khái quát niềng răng bằng khay niềng trong suốt cho em cũng như là mọi người hiểu hơn ạ. Niềng răng trong suốt hay còn gọi là niềng răng bằng Invisalign là phương pháp niềng răng tiên tiến nhất hiện nay. Là phương pháp mình sẽ sử dụng một chuỗi các khay niềng răng bằng nhựa để tạo lực di chuyển răng thay vì phải dùng bằng mắc cài và dây cung như phương pháp truyền thống. Dạ vâng, thưa bác, là em thấy là cái khay niềng trong suốt này nó rất là mỏng và trong như vậy thì liệu nó có thể dịch chuyển răng được không ạ? Thoạt nhìn thì những cái khay này trông đơn giản như vậy, nhưng mà để sản xuất được một cái khay như vậy thì đó là sự tích hợp đa nền tảng công nghệ thông minh. Và những chiếc khay như thế này được làm bằng cái chất liệu nhựa đặc biệt được sáng chế độc quyền của Invisalign, gọi là Smart Track. Thì những cái khay như thế này sẽ không chứa PBA, PBS và latex, nên là hoàn toàn an toàn cho sức khỏe của con người và được FDA của Mỹ chứng nhận. Khi các bạn niềng răng trong suốt đó, thì bác sĩ sẽ gắn lên răng những cái điểm neo chặt tạo lực hay còn gọi là attachment. Thì những cái attachment này sẽ kết hợp với khay niềng răng trong suốt để tạo lực và di chuyển răng. Dạ vâng, thì em thấy là phương pháp này rất là hiện đại rồi. Vậy thì thưa bác, là nó có những ưu điểm gì ạ? Invisalign thì có rất là nhiều ưu điểm vượt trội, có thể kể đến như sau. Thứ nhất đó là tính thẩm mỹ. Những cái khay niềng răng trong suốt này gần như là vô hình, cho nên là các bạn có thể thoải mái, tự tin cười, nói, giao tiếp hoặc là gặp đối tác mà không lo bị sợ lộ dây cung hay là mắc cài như phương pháp truyền thống. Rồi cái ưu điểm thứ hai đó là tính thoải mái. Bởi vì những cái khay này rất là mỏng và được thiết kế theo cung hàm của từng người, cho nên là không gây khó chịu, vướng víu như là mắc cài truyền thống. Rồi một cái ưu điểm thứ ba đó là tính tiện lợi. Các khay này được tháo lắp một cách rất là dễ dàng mà không cần phải sự trợ giúp của bác sĩ, cho nên là các bạn có thể tiết kiệm được thời gian khi đi tái khám. Thay vì là một tháng một lần thì các bạn có thể là 2-3 tháng mới cần tái khám một lần. Một ưu điểm thứ tư đó là tính tiện dụng. Những cái khay này được tháo lắp một cách dễ dàng, cho nên là các bạn ăn uống hay là vệ sinh răng thì là gần như là không gặp trở ngại. Các bạn có thể là tháo khay ra, mình ăn uống, mình vệ sinh răng hay là mình đi gặp đối tác. Xong đó thì việc của các bạn là đeo khay trở lại thì quá trình chỉnh nha của các bạn gần như là không bị gián đoạn. Và một ưu điểm cuối cùng nữa đó là các bạn có thể biết trước được kết quả niềng răng của mình. Thì khi mà tiến hành niềng Invisalign, bác sĩ sẽ lên cho các bạn một cái video mô phỏng quá trình răng chạy, gọi là clean check. Thì khi xem clean check, các bạn có thể hình dung được là răng của mình sẽ chạy như thế nào và kết thúc quá trình chỉnh nha thì cái kết quả đạt được là như thế nào cụ thể luôn. Em thấy là phương pháp này thì có quá nhiều ưu điểm và thực sự ưu điểm của nó thì quá tuyệt vời rồi. Vậy thì thưa bác sĩ, là phương pháp này có nhược điểm hay không và nhược điểm của nó là gì ạ? Phương pháp này cũng có nhược điểm chứ. Nhược điểm đầu tiên của nó đó là giá thành cao. Bởi vì những cái khay này được thiết kế cá nhân hóa trên từng người theo cung răng, cung hàm của từng người. Và những khay này được chế tạo và nhập khẩu hoàn toàn từ Mỹ, cho nên là giá thành sẽ cao hơn các phương pháp niềng răng khác. Nhược điểm thứ hai đó là yêu cầu sự hợp tác của bệnh nhân. Các bạn sẽ phải đeo khay tối thiểu là từ 20 cho đến 22 giờ đồng hồ một ngày thì cái sự di chuyển răng mới đạt hiệu quả tối ưu nhất, nên là các bạn phải tuân theo cái chỉ định của bác sĩ cũng như là tuân thủ phác đồ điều trị.
Dạ vâng, thì ưu điểm, nhược điểm của nó là khiến cho chúng ta chi phí cao. Tuy nhiên thì tại Happy thì có phương pháp là trả góp, thanh toán trả góp thì hoàn toàn không mất lãi suất. Điều này sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn rất là nhiều. Vâng, thì thưa bác sĩ là bác có thể nêu cái quy trình chuẩn của niềng răng Invisalign này cho em cũng như là mọi người hiểu hơn được không ạ? Thì đầu tiên là các bạn sẽ được khám và tư vấn bởi bác sĩ chỉnh nha. Bác sĩ sẽ khám xem là tình trạng răng, khớp cắn, xương hàm của bạn như vậy có thích hợp để niềng răng Invisalign hay không. Bước thứ hai, khi các bạn đã đồng ý niềng răng bằng Invisalign thì bác sĩ sẽ ghi dấu các dữ liệu gồm có là dữ liệu ngoài mặt này, dữ liệu trong miệng, chụp X quang răng và scan cái dấu răng của bạn. Thì tất cả các dữ liệu này sẽ được gửi lên cái hệ thống Invisalign và bác sĩ chỉnh nha sẽ trao đổi cái kế hoạch điều trị của mình với chuyên gia của Invisalign để đưa ra một cái phác đồ điều trị cụ thể cho các bạn. Và cái phác đồ này sẽ được trực quan hóa bằng video 3D gọi là clean check. Thì các bạn sẽ được xem trước cái clean check của mình để xem thử là mình có đồng ý với kế hoạch điều trị đó hay không. Kết quả như vậy các bạn đã hài lòng hay chưa? Khi các bạn đồng ý rồi thì công ty Invisalign sẽ tiến hành in một loạt các khay ở tại Mỹ và sau đó là gửi về Việt Nam. Thì khoảng một tháng sau cái khay về đến Việt Nam thì bác sĩ sẽ tiến hành là gắn các attachment hay còn gọi là cái neo chặn bằng composite giống màu răng á. Thì các bạn sẽ đeo khay từ khay số 1 cho đến khay cuối cùng theo cái chỉ định của bác sĩ, theo cái lộ trình của bác sĩ và theo cái lịch tái khám. Thì từ đó là cái hành trình niềng răng bằng Invisalign của mình bắt đầu. Dạ vâng, thì vừa rồi chúng ta đã thấy được là quy trình niềng răng chuẩn của Invisalign tại Happy thì đã được bác sĩ Quỳnh phân tích cho chúng ta rồi. Vậy thì thưa bác là những trường hợp nào thì nên chọn phương pháp này ạ? Phương pháp niềng răng bằng Invisalign thì giải quyết hầu hết các sai lệch về răng, về khớp cắn, về xương hàm như là răng hô, răng móm, khớp cắn hở, khớp cắn sâu, răng lệch lạc, răng thưa, răng chen chúc. Tuy nhiên một số cái trường hợp mà chênh lệch trầm trọng về xương hàm hoặc là về khớp cắn thì chúng ta nên sử dụng phương pháp niềng răng truyền thống sẽ phù hợp hơn. Và ngoài ra thì với công nghệ hiện nay á, niềng răng Invisalign có thể kết hợp với các khí cụ cố định trong miệng như là vít hoặc là khí cụ nong hàm cố định, cho nên là giới hạn niềng răng Invisalign cũng rất là rộng. Dạ vâng ạ. Vậy thì thưa bác sĩ là thời gian niềng răng Invisalign này có lâu không ạ? Thời gian lâu hay không thì sẽ tùy thuộc vào cái mức độ trầm trọng của cung hàm của các bạn. Đối với các trường hợp nhẹ thì có thể là từ 6 đến 9 tháng là đã hoàn thiện rồi. Còn đối với những trường hợp trung bình thì từ 9 tháng cho đến 18 tháng. Và các trường hợp khác nặng hơn thì có thể là yêu cầu từ 2 đến 3 năm mới hoàn thành cái phác đồ điều trị của bác sĩ. Dạ vâng ạ. Vậy thì em thấy là thời gian sẽ tùy thuộc vào tình trạng bệnh của chúng ta chứ không phải là tùy thuộc vào là ai cũng giống như ai. Vì vậy nên chúng ta biết thời gian chính xác hơn thì cần đến thăm khám bởi bác sĩ chuyên chỉnh nha. Vâng, thì thưa bác là em thấy có một điều mọi người rất là quan tâm, đó là niềng răng này thì có ảnh hưởng tới phát âm, tới ngôn ngữ của mình không ạ? Thời gian đầu mà khi các bạn bắt đầu đeo á thì chúng ta sẽ có một sự lạ lẫm chưa quen, cho nên là sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Tuy nhiên thì những cái khay niềng răng Invisalign này rất là mỏng, cho nên là một thời gian sau các bạn có thể là phát âm và ăn uống như bình thường rồi. Ngoài ra thì những cái khay này có thể là tháo lắp một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng, cho nên là nếu mà ví dụ mình có một cái cuộc hẹn quan trọng gặp đối tác hoặc là một cái buổi gặp quan trọng nào đó thì chúng ta có thể tháo những cái khay này ra và khi xong việc thì mình chỉ việc đeo trở lại thôi. Dạ vâng ạ. Vậy thì là khi nào chúng ta có những cái cuộc trò chuyện quan trọng thì cứ tháo ra thôi, không sao hết đúng không bác? Không ảnh hưởng tới quá trình chỉnh nha của chúng ta. Vậy thì thưa bác là em thấy cái công nghệ này được rất là nhiều nha khoa lựa chọn. Vậy thì thưa bác là có phải là niềng răng ở đâu cũng giống như nhau phải không ạ? Về Invisalign thì là một cái công ty sở hữu rất là nhiều cái công nghệ độc quyền về niềng răng trong suốt. Tuy nhiên Invisalign không phải là đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm về cái hàm răng của bạn, mà bác sĩ chỉnh nha sẽ là người quyết định kết quả điều trị sau cùng. Bác sĩ chỉnh nha thì sẽ lên kế hoạch cái lộ trình di chuyển răng của các bạn, bao nhiêu khay, mỗi khay sẽ di chuyển răng như thế nào, các attachment sẽ gắn ở đâu và kết quả sau cùng như thế nào. Và việc niềng răng á, không chỉ phải là một cái kết quả mang lại tính thẩm mỹ cao mà còn về khớp cắn, về chức năng ăn nhai thoải mái nhất cho bệnh nhân.
Cho nên là khi mà chọn niềng răng bằng Invisalign thì các bạn nên chọn những nha khoa uy tín, có bác sĩ được đào tạo chuyên sâu về chỉnh nha và bác sĩ có kinh nghiệm về niềng răng trong suốt và hiểu biết về niềng răng truyền thống, để nhiều khi mình sẽ có thể là kết hợp cả hai phương pháp. Dạ vâng, vậy thì niềng răng Invisalign này không phải là ai cũng ở nơi nào cũng như nhau. Vì vậy nên các bạn hãy lựa chọn những người bác sĩ chuyên chỉnh nha và có kiến thức chuyên môn sâu để đạt được một cái kết quả mong muốn như chúng ta. Dạ vâng, thì video hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Và sau buổi video này, quý anh chị quan tâm thì hãy gửi về hòm thư của nha khoa Happy để được bác sĩ Quỳnh giải đáp vào những số sau. Xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại.